Đập Tam Hiệp đang gồng mình sẵn sàng đón đỉnh lũ mới trong bối cảnh Trung Quốc hứng chịu thời tiết khắc nghiệt liên tục. Theo mạng truyền hình toàn cầu Trung Quốc CGTN, những trận mưa như chút nước ở thượng nguồn sông Dương Tử, sông Dương Tử có tên gọi khác là sông Trường Giang, đang làm tăng tốc độ nước chảy vào hồ chứa Tam Hiệp ở Trung Quốc. Từ ngày 20 tháng 7, sông Dương Tử trải qua đỉnh lũ lụt mới. Những trận mưa như chút nước ở thượng nguồn con sông dài nhất Trung Quốc đang làm tăng tốc độ nước chảy vào hồ chứa đập Tam Hiệp. Vào chiều 21 tháng 7, tốc độ dòng nước chảy vào hồ chứa của đập Tam Hiệp đã lên mức cao nhất là 43.000 m khối một giây và mực nước trong hồ chứa cao hơn so với chiều 20 tháng 7. Trước đó, đập Tam Hiệp cũng đã mở 7 cửa xả lũ với lưu lượng 41.000 m khối một giây kể từ ngày 19 tháng 7. Ủy ban Thủy lợi Sông Dương Tử cho biết sẽ tiếp tục đánh giá tình hình và có thể tăng lượng xả lũ ở đập Tam Hiệp nếu cần. CGTN nhận định Trung Quốc đang đối mặt với những thách thức lớn trong quản lý nước trong mùa mưa hiện nay. Thiên tai ngày càng nghiêm trọng và kéo dài hơn bình thường. Theo Bộ Thủy lợi Trung Quốc, công tác phối hợp giữa các đơn vị sẽ được tăng cường để tối ưu hóa vai trò của các hồ chứa, trong đó có hồ chứa Đập Tam Hiệp để giảm thiểu lũ lụt thông qua các nỗ lực phối hợp lưu trữ nước. Phó kỹ sư trưởng Trần Quý Nhã thuộc Ủy ban Tài nguyên nước Dương Tử nói với CGTN: "Chúng tôi đang trong giai đoạn quan trọng của việc quản lý lũ lụt, kéo dài từ cuối tháng 7 đến đầu tháng 8. Do đó, chúng tôi cần chuẩn bị cho một đợt lũ lụt nghiêm trọng có thể xảy ra." ở thượng nguồn sông Dương Tử. Theo Tân Hoa Xã, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy 10 thi thể trong khi còn 29 người mất tích sau trận lũ quét do mưa gây ra ở tỉnh Tứ Xuyên của Trung Quốc. Thảm họa trên xảy ra vào khoảng 2 giờ 30 phút sáng 20 tháng 7 khi mưa lớn gây lũ lụt trên một con sông địa phương làm hư hại hơn 40 ngôi nhà. Lực lượng cứu hộ cũng đã tìm thấy thi thể của 15 nạn nhân trong vụ sập cầu đường cao tốc ở tỉnh Thiểm Tây Trung Quốc vào tối 19 tháng 6. Giới chức cho hay tổng cộng 1.630 nhân viên cứu hộ chuyên nghiệp, 205 phương tiện, 63 tàu và 6 chó nghiệp vụ đã được điều động để tìm kiếm những người mất tích. Trước đó, Tân Hoa Sa đã đưa tin vụ sập cầu khiến 12 người chết và 31 người mất tích. Hơn 20 phương tiện lao xuống sông Kim Tiền vào khoảng 20 giờ 40 phút tối 19 tháng 7 theo giờ địa phương, khiến một đoạn cầu bắc trên đoạn cao tốc Đan Phong, Ninh Sơn thuộc thành phố Thương Lạc bị sập sau trận lũ quét do mưa bão gây ra. Reuters đưa tin, hai cơn bão nhiệt đới dự kiến sẽ mang theo gió giật và mưa lớn đến vùng biển phía đông Trung Quốc trong tuần này, với cơn bão đầu tiên đổ bộ trong ngày 21 tháng 7. Theo tin bão mới nhất của các nhà dự báo bão Trung Quốc, bão Prapiron được đặt tên theo một vị thần mưa của Thái Lan, đổ bộ vào tỉnh đảo Hải Nam, cực nam của Trung Quốc, dưới dạng bão nhiệt đới mạnh. Đây là cơn bão nhiệt đới đầu tiên đổ bộ vào Trung Quốc trong năm nay. Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc cho biết, Tốc độ gió tối đa gần tâm bão sẽ lên tới 108 km/h khi bão Parapiron đổ bộ. Đồng thời dự báo sẽ có mưa lớn ở Hải Nam và dọc theo bờ biển Quảng Đông, tỉnh đông dân nhất Trung Quốc. Vào cuối tuần này, Trung Quốc nhiều khả năng còn đón cơn bão thứ hai có tên quốc tế là Gaimi được dự báo đổ bộ với sức gió lên đến 180 km/h. Theo cơ quan quản lý thiên văn, địa vật lý và khí quyển Philippines, bão di chuyển theo hướng tây, mỗi giờ đi được 20 km. Dự kiến sẽ đi qua mũi phía bắc của Đài Loan, Trung Quốc, sau đó đổ bộ vào Trung Quốc dưới dạng bão cuồng phong với tốc độ gió lên tới 180 km/h. Cục Quản lý Thời tiết Đài Loan, Trung Quốc dự kiến Gemi sẽ ở gần hòn đảo này nhất vào ngày 24, 25 tháng 7 mang theo mưa lớn. Lượng mưa cực lớn đã tấn công các khu vực miền Nam, miền Trung và miền Đông Trung Quốc trong mùa lũ lụt bắt đầu sớm hơn thường lệ trong năm nay. Trong khi đó, mưa lớn xảy ra tại nhiều vùng ở miền Nam, miền Trung và miền Đông Trung Quốc khi mùa lũ năm nay bắt đầu sớm hơn thường lệ. Trong đó, miền Nam hứng chịu lượng mưa kỷ lục từ tháng 4 đến tháng 6. Truyền thông Trung Quốc trước đó cũng đã đưa tin lũ quét khiến ít nhất 8 người thiệt mạng và hàng chục người mất tích tại huyện Hán Nguyên, thành phố Nha An, tỉnh Tứ Xuyên. Mưa lũ cũng làm hư hại nhiều ngôi nhà, khiến giao thông và liên lạc bị gián đoạn tại khu vực ảnh hưởng. Trước đó, một cầu cao tốc bị sập trong trận mưa lớn tại huyện Tạc Thủy, thành phố Thương Lạc, tỉnh Thiểm Tây hôm 19 tháng 7, khiến ít nhất 12 người thiệt mạng và 31 người mất tích. Theo Tân Hoa Xã, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã kêu gọi nỗ lực cứu hộ và cứu trợ toàn diện để tìm kiếm người mất tích. Việc cứu hộ vẫn tiếp tục với hơn 400 người có mặt tại hiện trường. Cũng trong ngày 19 tháng 7, truyền thông địa phương đưa tin ít nhất 5 người thiệt mạng, 8 người mất tích sau khi mưa lớn gây lũ lụt và lở đất tại thành phố Bảo Kê, tỉnh Thiểm Tây. Tỉnh Cam Túc, giáp danh Thiểm Tây và Hà Nam cũng bị ảnh hưởng bởi mưa lớn trong tuần qua. Tân Hoa Xã cho biết, chính phủ Trung Quốc đã phân bổ ngân sách 350 triệu nhân dân tệ, khoảng gần 1.220 tỷ đồng Việt Nam, để hỗ trợ chính quyền các tỉnh Hà Nam, Thiểm Tây và Tứ Xuyên khắc phục hậu quả mưa lũ. Tại Philippines, cơ quan thời tiết quốc gia đã nâng cảnh báo về La Nina, cho thấy 70% hiện tượng thời tiết này sẽ bắt đầu vào tháng 8 và có khả năng kéo dài cho đến quý 1 năm 2025 một báo cáo của Cục Quản lý Thiên văn, Địa vật lý và Khí quyển Philippines cho biết, nguy cơ rất cao khi hoạt động đối lưu gia tăng và xuất hiện bão nhiệt đới dẫn đến lượng mưa cao bất thường ở một số vùng của nước này bắt đầu từ tuần cuối tháng 7 tới. Mưa lớn và kéo dài do La Nina tiềm ẩn nguy cơ lũ lụt và lở đất ở các khu vực dễ bị tổn thương của Philippines với mức độ khác nhau. La Nina là một kiểu khí hậu toàn cầu. La Nina khiến bề mặt nước biển trở nên lạnh bất thường, đi kèm với gió và mưa, trái ngược với hiện tượng Enino. Hồi tháng 5, Afghanistan cũng đã chịu đựng thảm kịch xảy ra do lũ quét, khiến hàng trăm người thiệt mạng. Kể từ đầu năm cho tới thời điểm giữa tháng 7, Afghanistan đã phải đối diện với những ngày ẩm ướt bất thường. Còn tại Trung Quốc, cơ quan khí tượng quốc gia NMC tiếp tục duy trì cảnh báo đối với mưa lớn và nhiệt độ cao trên nhiều khu vực ở nước này. Trong khi mưa lớn diễn ra tại nhiều khu vực ở Thiểm Tây, Tứ Xuyên, Hồ Bắc, Hà Nam, An Huy, Giang Tô và Nội Mông. Lượng mưa từ 80 mm trở lên cho tới 200 mm NMC khuyến cáo chính quyền các địa phương triển khai các biện pháp ứng phó. Tại Hàn Quốc, người dân cho rằng họ đã và đang phải chịu đựng đợt mưa lớn kỷ lục trong vòng 200 năm. Các tỉnh Jeolla và Chungcheong lượng mưa đo được lên tới 255mm chỉ trong vài giờ, gây ra ngập đột trên diện rộng. Theo Bộ Nội vụ Hàn Quốc, mưa lớn khiến gần 4.000 người mất nhà cửa, nhiều ô tô, đường xá, đê điều và các công trình công cộng ngập lụt. Mưa lớn cũng ảnh hưởng đến hoạt động của đường hàng không và đường sắt. Các chuyên gia khí tượng cho rằng đây được coi là thời điểm chuyển đổi giữa El Nino và La Nina, nhiều nơi sẽ phải chịu đựng những đợt mưa lớn và nhiệt độ giảm đột ngột, tuy rằng đang trong mùa hè. Trung tâm dự báo thời tiết thuộc cơ quan thời tiết quốc gia Mỹ, NWS, 49% khả năng xảy ra hình thái thời tiết La Nina trong khoảng thời gian từ giữa tháng 7 đến tháng 8 năm nay. Như vậy, La Nina sẽ thay thế El Nino ngay trong mùa hè năm nay, sớm hơn so với dự báo khoảng từ tháng 9 đến tháng 10. Sự chuyển đổi giữa hai hình thái thời tiết này có thể gây ra các thảm họa thời tiết trong đó có những trận mưa lớn kéo dài và những cơn bão nhiệt đới